Sau hơn 20 năm hoạt động, bãi xử lý rác thải sinh hoạt nằm tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp hiện đang trong tình trạng quá tải. Vâng, cùng với đó thì việc xử lý rác được thực hiện thủ công đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh. Bãi xử lý rác thải sinh hoạt được xây dựng tại khối 2, thị trấn Quỳ Hợp từ trước những năm 2000 với diện tích khoảng 1 hectare. Trung bình mỗi ngày có hàng chục tấn rác được tập kết tại đây. Theo quy hoạch ban đầu, bãi rác này chỉ là nơi chứa rác thải sinh hoạt của người dân thị trấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bãi rác này còn phải tiếp nhận thêm một lượng lớn rác từ các xã lân cận, khiến trở nên quá tải. Là một trong những hộ dân sống gần với bãi rác thải, ông Hạnh rất bức xúc vì môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Môi trường ở đây nữa thì nói thật với các anh là những cái trận mưa trong cái mùa hè nữa là giếng khoan 30-40 mét, 100 mét cũng cứ ngấm nước hôi thối xuống. Mà thậm chí nước là nó chảy thành hai dòng hai bên đường là chuyện đấy là dần là cứ nói là nước mắm cốt thôi, thối lắm thôi. Trước thực trạng bãi rác ngày càng quá tải và ô nhiễm trầm trọng, nhiều người dân ở thị trấn Quỳ Hợp đã lập rào chắn, túc trực ngày đêm, ngăn không cho xe chở rác vào. Hơn một tháng nay, rác thải sinh hoạt của người dân thị trấn đã được huyện Quỳ Hợp đưa đi tập kết nơi khác. Thế nhưng người dân hết sức lo lắng vì hàng trăm tấn rác thải vẫn đang tồn tại đây, làm ảnh hưởng thường trực hàng ngày đến cuộc sống sinh hoạt. Toàn bộ người dân đây cũng có mong muốn là cái bãi rác này được xử lý này. Tức là làm cái cách nào đó để xử lý cái bãi rác này là bớt ruồi, bớt mùi này. Vì lại là chuyển chúng ta xử lý được cái rác, chuyển cái rác đi thì càng tốt. Ủy ban huyện đã giao cho ban quản lý dự án đề xuất cái phương án đóng cửa của dự án này. Thứ nhất thì là theo cái phương án này thì là san gạt cái phần rác thải cũ và tạo phẳng rồi phun hóa chất để xong đó để tập một lớp đất được bên trên để cho quá trình phân hủy của cái rác cũ. Được biết, khu xử lý rác thải thị trấn và các xã phụ cận do Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp làm chủ đầu tư với diện tích 6,6 hectare tại xóm Thọ Sơn, xã Thọ Hợp, sau 13 năm xây dựng cũng đã hoàn thành. Hiện huyện Quỳ Hợp đang tiến hành chạy thử nghiệm và lựa chọn đơn vị quản lý để đưa khu xử lý rác thải đi vào hoạt động. Trước mắt, người dân rất mong chờ huyện Quỳ Hợp sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ bãi rác thải sinh hoạt khối 2 thị trấn suốt nhiều năm qua. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.